hành khách có con nhỏ mà đứa bé liên tục khóc thét, mẹ nó dỗ hoài vẫn không được, thì bạn sẽ xử lý như thế nào ạ? Em sẽ thuyết phục đứa trẻ trước, bởi vì là em biết chắc là những vị khách chắc chắn sẽ không ai muốn là đứa trẻ em của mình khóc đâu. Mà nếu đứa trẻ cứ khóc và ảnh hưởng các hành khách khác, cái hành khách ở đằng sau là một người đã khó ngủ rồi, và hành khách phàn nàn là tôi cảm thấy rất là khó chịu với cái tiếng khóc này, thì bạn sẽ làm như thế nào ạ? Hà Trang xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Một giờ hoán đổi. Thưa quý vị, khi mà đứng trong vị trí của người khác, chúng ta có thể thấy được một khoảng trời rộng hơn và cả những góc nhìn mà mình chưa bao giờ chạm tới. Và biết đâu, chúng ta có thể thông cảm cho nhau hơn, yêu thương và chia sẻ công việc tốt hơn. Thưa quý vị, chương trình 1 giờ hoán đổi đã có rất nhiều chủ đề, được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, với sự đồng hành của nhãn hàng túi xách ba lô Vali cao cấp Sacos. Rất hân hạnh nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của quý vị. Và trong tuần này, chúng ta vẫn sẽ tiếp nối với những chủ đề hấp dẫn, nhiều mặt cảm xúc khác nhau, xoay quanh những phương diện cũng rất khác nhau trong cùng một vấn đề. Xin mời quý vị sẽ cùng làm quen với tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào chị. Xin chào Liêu Hòa Trinh, xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thực sự thì một giờ hoán đổi luôn mang đến cho chúng ta những cái góc nhìn rất là thú vị từ nhiều ngành nghề khác nhau. Có điều là chúng ta vẫn hay được nghe một cái lời khuyên, đó là hãy đặt mình vào vị trí của người khác thì chúng ta sẽ có thể cảm thông cho người khác nhiều hơn. Tuy nhiên thì dù có đặt mình vào vị trí của người khác đi chăng nữa thì cái sự cảm thấu đó nó cũng không thể trọn vẹn. Nhưng chí ít là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự thay đổi nhất định, và đôi khi từ những cái sự thay đổi đó chúng ta sẽ sống chan hòa hơn, chúng ta cẩn trọng hơn, và đặc biệt một điều đó là cái sự kết nối của chúng ta nó cũng sẽ tốt hơn, bởi vì chúng ta đã có thêm những cái góc nhìn mới cho một cái câu chuyện vốn nó đã cũ, và chúng ta thay đổi được những cái điều mà nếu như giữ nguyên nó thì có thể nó làm cho cuộc sống của mình nó tiêu cực hơn chẳng hạn. Dạ, chính vì vậy chúng ta sẽ hạ bớt được những thành kiến của mình xuống và góp phần thông cảm, bắt tay và hợp tác với nhau tốt hơn. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với một cô gái mà trong thời gian vừa qua, không kể 2 năm 2020-2021, thời gian máy bay cũng không có bay nhiều lắm, mà là trước đó cô ấy đã được bay khắp nơi, khắp phương trời, học hỏi được nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người. Xin được giới thiệu nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay là tiếp viên hàng không bạn Phương Linh. Xin chào Phương Linh. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình 1 giờ hoán đổi. Xin kính chào MC Lưu Hà Trinh và xin chào chuyên gia tâm lý Tony A. Em là Đặng Phương Linh. Em hiện là một tiếp viên hàng không và em đã làm trong nghề được khoảng 3 năm rồi ạ. Thì hôm nay em rất là vui nhận được lời mời tham dự chương trình để chia sẻ cho quý vị khán giả một cách nhìn đa chiều hơn về nghề nghiệp của bản thân em. Dạ, cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tony A và cả bạn Phương Linh đã dành thời gian để chúng ta cũng có thể sắp xếp có một cái cuộc nói chuyện online qua mạng dễ thương thế này. Và trên tin là tuy là không có được trực tiếp gặp nhau sân khấu, nhưng chúng ta vẫn sẽ kết nối tốt những tâm tư và suy nghĩ cùng kinh nghiệm của mình lên nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị, trước khi đến với phần đầu tiên của chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình 1 giờ hoán đổi, với phần đầu tiên đó là góc nhìn. Góc nhìn sẽ giúp chúng ta thấy được những nhân sinh quan, suy nghĩ và cách giải quyết tương ứng. Và góc nhìn của một tiếp viên hàng không sẽ ra sao, cùng những góc nhìn của những người mơ ước lên những chiếc máy bay và đi du lịch khắp nơi, gặp gỡ nhiều người, có khác biệt gì không? Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe trò chuyện của Phương Linh nhé. Không biết là hiện tại mình không thể đi bay được, bạn có nhớ những ngày mình ở trên mây trời và gặp thật nhiều những hành khách dễ thương không? Dạ, thật sự là em rất là nhớ những chuyến bay, những cuộc hành trình, những trải nghiệm của mình ở khắp nơi trong cả nước cũng như nhiều đất nước khác trên thế giới. Em thật sự nhớ những khách hàng, những cái trải nghiệm, những cái nền văn hóa, những cái nền ẩm thực mà trước đây một công việc tiếp viên hàng không đã mang đến cho em. Cụ thể là khi mà được làm một tiếp viên hàng không thì bạn đã được đi qua những vùng đất nào rồi Phương Linh ha? Công việc tiếp viên hàng không thực sự cho em nhiều cơ hội và mở mang nhiều kiến thức. Em đã được đi đến nhiều quốc gia như là Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Úc, Hà Lan. Và gần đây mình có một chuyến bay đến cả Angola ở châu Phi nữa. Được đi khắp nơi nào là châu Âu nè, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc.
và cả đất nước Đông Nam Á mà chúng ta yêu mến, những các nước bạn láng giềng. Mỗi nơi mình dừng lại một chút sau thời gian mình bay mệt mỏi, mình có thể đi thăm chợ đêm, hoặc là mình có thể đi thăm những danh lam thắng cảnh. Quá tuyệt vời phải không nào? Chính vì vậy mà mọi người biết không, được trở thành một tiếp viên hàng không giống như một mơ ước của rất nhiều các bạn trẻ ưa du lịch khám phá. Bởi vì không chỉ là thu nhập tốt nè, mà các bạn còn được đánh giá cao. Bởi vì đâu có dễ dàng trở thành tiếp viên hàng không. Họ phải là những người không những là lưu loát về ngoại ngữ, đâu chỉ là tiếng Anh, đôi khi còn phải biết cả tiếng Pháp, tiếng Hoa và các loại tiếng khác nữa. Hay còn chưa kể là họ còn phải có sự xử lý, giao tiếp các tình huống thật tốt ở trên máy bay, thái độ thật là nhã nhặn và tinh thần thật là bình tĩnh trước các tình huống khẩn cấp. Còn phải biết cả sơ cấp cứu nữa. Bao nhiêu chuyện, bao nhiêu kỹ năng phải trang bị. Chị Tô Nha ơi, những cái chuyến bay mà chị nhớ nhất, mà chị cảm thấy là thương các bạn tiếp viên hàng không nhất, chị có thể kể ra cho mọi người không ạ? Để có thể liệt kê một cái chuyến bay nào đó thì nó cũng quá khó, bởi vì cái trải nghiệm bay trên mỗi một cái chuyến đi nó sẽ rất là đặc biệt. Nhưng mà chị nghĩ rằng là thường bản thân chị sẽ gợi lên những cái gọi là những cái sự thương cảm và rất là chia sẻ với các bạn tiếp viên trong những cái trường hợp bay như thế này. Là thứ nhất đó là trong trường hợp mà chuyến bay bị hoãn. Yeah. Bởi vì khi mà hoãn chuyến có nghĩa là cái lịch trình của các bạn ấy cũng đã bị ảnh hưởng và gọi là bị áp lực khá nhiều. Cái thứ hai đó là những chuyến bay mà bay rồi mà không có hạ cánh được ấy. Chị cũng từng có những cái trải nghiệm mà khi gần đến sân bay để hạ cánh rồi, nhưng mà vì nhiều lý do, đôi khi là lý do thời tiết, đôi khi là lý do về nơi đổ máy bay nó không có được thông thoáng ở mặt đất, cho nên là cứ phải bay lòng vòng. Và trên một chuyến bay thì không phải thể trạng ai cũng tốt, sẽ có người già, sẽ có trẻ em, sẽ có những phụ nữ mà thể chất không có được khỏe mạnh lắm, và điều đó nó sẽ làm cho các bạn tiếp viên khá là căng thẳng, và điều đó nó thực sự khó với các bạn, bởi vì cái gọi là cái trạng thái tâm lý của hành khách lúc đó thì đương nhiên là không có tốt đâu, và để có thể đòi hỏi họ thông cảm cho mình thì cũng không phải là câu chuyện dễ dàng. Cho nên là đó là những cái trải nghiệm bay mà chị nghĩ là nhìn vào cái nghề đấy thì thực ra là chị biết rằng là cái khái niệm làm dâu trăm họ đó nó rõ như thế nào trong những cái trường hợp như vậy. Yeah. Cho nên để đến cái phần kế tiếp với Phương Linh, chị muốn hỏi em một câu thôi, là ngay từ đầu chương trình đến bây giờ là em liệt kê rất là nhiều điều thú vị của nghề, Liêu Hà Trinh cũng nói về những cái điều rất là thú vị của cái nghề này, nhưng mà chị thì chị nhìn cuộc đời nó hơi mặt trái tí xíu, cho nên chị muốn hỏi là nếu như nha, trong 3 năm theo nghề, nếu như mà bây giờ em được nói về một cái đặc điểm nào đó, cái gì mà chính cái điều đó là mình yêu nghề lắm, nhưng mà khi đi làm nghề cái điều đó là cái mà mình không vui nhất, mình không thích nhất. Em chỉ có một vấn đề lớn nhất là em bị say máy bay thôi. Say máy bay mà làm tiếp viên hàng không? Em vượt qua chuyện đó như thế nào? Những cái ngày đầu mới đi bay của em và của em thấy của rất là nhiều bạn tiếp viên hàng không khác thì gặp phải cái vấn đề là bị say máy bay, vì không phải ai cũng có một cái tiền đình tốt và một cái sức khỏe tốt ngay từ đầu, nhưng mà vì bọn em quá là đam mê với nghề nên là bọn em cố gắng và luyện tập thể dục thể thao, ăn uống ngủ nghỉ, có những cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp với cái công việc hơn, và vì quá yêu nghề nên bọn em tìm cách vượt qua những cái đó. Thực ra khi mà bạn yêu nghề, bạn sẽ đến với nó bằng tất cả sự say mê. Nhưng bạn say mê không có nghĩa là bạn muốn gì cũng được. Trời ơi, đây là một cái thông số rất là thú vị luôn á. Em bị say máy bay, nhưng em đâu thể đòi hỏi một cái điều là máy bay đừng bay. Ủa, máy bay thì phải bay chứ. Vậy thì em muốn theo nghề thì như Phương Linh nói, cả một cái quá trình luyện tập của bạn ấy và những cái đồng nghiệp khác. Hy vọng rằng thông tin này những bạn khác đang theo dõi chương trình, đặc biệt là các bạn trẻ đó, mà khi đang có dự định đi theo một cái nghề nào đó, các bạn hãy nhớ rằng là sẽ có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải là cái người thay đổi để đi lâu dài với nghề, chứ không phải là chúng ta muốn thay đổi theo ý của mình là được đâu nha. Em thích câu hỏi đầu tiên của chị Tonya quá. Dường như câu hỏi này cũng đã mở ra cho mình thấy một thái độ rất cởi mở và ham học hỏi, cầu tiến và linh hoạt của bạn Phương Linh. Và ngày hôm nay ngoài Phương Linh ra, chị Tonya ơi, chúng ta còn một người bạn sẽ tham gia vào, và bạn ấy cũng có nhen nhóm một mơ ước là được trở thành một tiếp viên hàng không. Nhưng mà em không biết là sau khi lắng nghe những cái câu chuyện mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau, liệu bạn ấy có còn giữ ước mơ này hay không, hay là sẽ muốn thay đổi thật nhiều thứ trong ngành này. Bây giờ xin mời chị Tonya, bạn Phương Linh cùng quý vị khán giả gặp gỡ bạn Mỹ Hạnh nhé. Xin mời Mỹ Hạnh ạ. Xin chào quý khán giả. Thì em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đối với riêng bản thân em thì tiếp viên hàng không là một ngành mà em luôn muốn được sự trải nghiệm. Bởi vì đây là một công việc có thể là được đi khắp mọi nơi trên năm châu và được biết nhiều về nền văn hóa nè, kiến trúc của cả thế giới.
Nhưng mà đây là một công việc rất là khó, thì nó đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng. Thì đến với chương trình Một Giờ Hoán Đổi thì em muốn là mình được lắng nghe những trải nghiệm cũng như là những câu trả lời của chị Tiết Di Hằng không, và để xem thử là khả năng của mình khi được làm Tiết Di Hằng không thì sẽ như thế nào. Cảm ơn em. Với một nụ cười như tỏa nắng, chị nghĩ là em cũng sẽ rất là cởi mở và lạc quan với tất cả mọi thông tin sẽ đến với em. Và tất nhiên nó không chỉ là những cái điều thú vị như em được tả đâu, không phải là màu hồng như cái áo mà chị mặc hay là bạn Phương Linh mặc đâu. Nó còn sẽ có rất nhiều những tình huống mà em đau đầu phải muốn nghỉ ngay lập tức trong ngày đầu tiên thử việc gì đó. Nhưng mà cứ để ra đi, rồi từ từ chúng ta sẽ biết sau. Màu áo của chị à, chị trộn nhiều màu lắm. Và đó sẽ là những cái mảng màu mà chúng ta sẽ bắt gặp trong một nghề nghiệp. Màu nào cũng có hết Hạnh nha. Dạ. Nhưng em vẫn thích là chúng ta giữ cái màu hồng lúc bước vào nghề đi, cho nó đủ cái năng lực sự lạc quan để đi tiếp. Chứ nếu không mà mới vô thấy một màu đen thôi mình chạy ra ngay từ đầu, không ai làm thứ viên hồng không chăm sóc mình bay nữa thì tội mình quá. Dạ. Thưa quý vị, và trước khi chúng ta đưa bạn Mỹ Hạnh vào trong thử thách của Một Giờ Hoán Đổi, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Và sau phần góc nhìn, chúng ta sẽ cùng đến với thử thách Một Giờ Hoán Đổi. Nếu như ở trên sân khấu thường ngày, chúng ta sẽ cùng nhau hòa vào những câu chuyện có áp lực từ nhân vật phụ họa này, và có cả những áp lực về tình huống dở khóc dở cười, cũng có đạo cụ và có sân khấu để cho mình thoải mái tung hoành. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc đấu trí qua màn hình. Chúng ta sẽ không được thi triển công lực bằng ngôn ngữ cơ thể nữa. Nhưng điều này cũng không làm cho bạn cảm thấy dễ dàng hơn khi đứng trước những sự suy tưởng, những câu hỏi dồn dập và cả những sự hoán đổi đối với nhân vật tiếp viên hàng không. Bây giờ xin mời bạn Mỹ Hạnh, chúng ta sẽ cùng bước vào thử thách này. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ rồi, em đã sẵn sàng. Người sẽ trực tiếp giao cho bạn nhiệm vụ để xử lý. Bạn hãy tưởng tượng bây giờ bạn đang là tiếp viên hàng không thực tập ha. Dạ. Trong một trong những cái ngày bay đầu tiên mà bạn đã phải luyện tập rất là nhiều, bạn cũng phải thực tập, bạn được hướng dẫn rồi. Hôm nay bạn sẽ gặp tiếp viên trưởng, đó là Phương Linh. Dạ. Cái cô này cũng hơi khó một chút xíu nha. Vậy thì mình sẽ trao quyền lại cho tiếp viên hàng không, tiếp viên trưởng Phương Linh. Dạ, mời Phương Linh ạ. Xin chào quý vị và các bạn, chào Mỹ Hạnh. Chào mừng bạn Hạnh hôm nay để cùng sẵn sàng đón nhận những cái tình huống giả định mà mình sẽ đặt ra để thử xem, ví dụ như bạn có cơ hội làm tiếp viên hàng không thì bạn sẽ giải quyết những vấn đề như này như thế nào nhé. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Câu hỏi đầu tiên mà mình dành cho Hạnh là, ví dụ như trong ngày đầu tiên bạn là một tiếp viên thực tập nhưng bạn gặp phải một khách hàng khó tính lên chuyến bay, và người ta đưa ra rất là nhiều yêu sách và câu hỏi, thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Dạ, thì nếu như mà em là một tiếp viên hàng không thì cái điều đầu tiên mà khi em gặp trường hợp như vậy, chắc có lẽ là em sẽ trấn an khách hàng của mình để khách hàng của mình được bình tĩnh lại. Sau khi khách hàng đã bình tĩnh rồi thì em sẽ trả lời những câu hỏi cho khách hàng. Nếu như mà khi em trả lời rồi khách hàng vẫn chưa hài lòng nữa thì chắc là em sẽ nhờ tới những anh chị cấp cao hơn để mà tới tư vấn cho vị khách ấy. Không biết là câu trả lời của em có được không chị ha? Wow, câu trả lời của bạn là khoảng đến 80-90% là đúng rồi ạ. À. Mình thấy bạn rất là có năng khiếu làm tiếp viên hàng không. Thì cách xử lý của bọn mình ở trên máy bay cũng tương tự như vậy thôi. Ở mỗi chuyến bay mà gặp những cái hành khách khó tính, chẳng hạn như là hành khách say rượu chẳng hạn, thì việc của bọn mình ở cương vị là một tiếp viên hàng không thì bọn mình đầu tiên cũng tìm những cái cách nhỏ nhẹ nhất để tiếp cận và để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất. Trong trường hợp là khách hàng cảm thấy không thỏa đáng với những câu trả lời mà mình đưa ra thì bắt buộc lúc này mình phải nhờ sự trợ giúp của những người cấp cao hơn, ví dụ như tiếp viên trưởng của bọn mình. Còn nếu mà ở dưới mặt đất khi máy bay chưa đóng cửa mà ngoài cái khả năng giải quyết của bọn mình thì bọn mình có thể nhờ đến đại diện sân bay hoặc là các bạn nhân viên mặt đất sẽ giúp bọn mình lên hỗ trợ. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Câu hỏi tiếp theo mà mình muốn dành cho Hạnh là, ví dụ như trong một chuyến bay, có thể là một chuyến bay thực tập chẳng hạn, lúc đấy thì tất nhiên là mình cũng có nhiều vụn về mà, đúng không? Bạn sơ ý làm đổ cà phê lên áo của một hành khách thì bạn sẽ giải quyết như thế nào?
thì nếu là em là tiếp viên hàng không thì chắc chắn thì em phải xin lỗi vị khách ấy vì cái việc sơ ý của mình, và sau đó em sẽ dùng khăn sạch để lau lại những vết đổ trên người của vị khách ấy. Đúng rồi, câu trả lời của bạn khá là hợp lý cho cái tình huống này. Ở vị trí của một người tiếp viên hàng không, tất nhiên bọn mình luôn tìm những cái cách nhẹ nhàng nhất để tiếp cận và xin lỗi ngay khi gặp phải những cái vấn đề mà làm cho khách cảm thấy khó chịu. Tùy vào cái mức độ nặng nhẹ, có những người cảm thấy khó chịu hoặc là nổi nóng lên. Trong trường hợp nặng nhất mà khách vẫn không đồng ý với cái việc lau áo mà cảm thấy sợ là cái áo này sẽ bị ố vàng, có thể xin lỗi lần nữa, hỏi khách có thể thay áo của mình sẽ giúp khách đi giặt cái áo này, hoặc là phục vụ một cái món ăn, một cái ly nước ấm, một cái chăn chẳng hạn để giúp khách hàng cảm thấy thoải mái hơn. Và trong suốt cái quá trình bay thì mình có lỗi với khách hàng này mà, nên là mình chính mình phải chăm sóc và quan tâm khách hàng nhiều hơn. Trong suốt quá trình chuyến bay thì đi dọc cabin để hỏi han và hỏi cách cảm thấy có hài lòng với cách giải quyết của mình chưa, có cảm thấy ổn không, có cần sự giúp đỡ gì không ạ. Câu hỏi tiếp theo mà mình muốn dành cho bạn là một hành khách có con nhỏ mà đứa bé liên tục khóc thét, mẹ nó dỗ hoài vẫn không được, thì bạn sẽ xử lý như thế nào ạ? Trong trường hợp này thì chắc có lẽ là em sẽ thuyết phục đứa trẻ trước, bởi vì là em biết chắc là những vị khách chắc chắn sẽ không ai muốn là đứa trẻ em của mình khóc đâu. Trường hợp đó chắc em sẽ mang một viên kẹo tới trao cho bé và nói với bé rằng là nếu như mà con nín không khóc nữa thì khi xuống máy bay cô hứa sẽ cho con thêm một chiếc kẹo nữa. Thì dễ thương quá vậy. Em nghĩ đó là cách mà để cho đứa trẻ được nín. Mà nếu đứa trẻ cứ khóc và ảnh hưởng các hành khách khác, cái hành khách ở đằng sau là một người đã khó ngủ rồi và hành khách phàn nàn là tôi cảm thấy rất là khó chịu với cái tiếng khóc này, thì bạn sẽ làm như thế nào ạ? Chắc là em sẽ nói chuyện với hành khách ấy là thật ra thì những đứa trẻ sẽ không có kiềm chế cũng như là không có điều tiết được cảm xúc của mình vì đó là chỉ là đứa trẻ thôi, thì mong rằng là hành khách ấy sẽ có thể là bỏ qua để em có thể là tới đứa trẻ đó và giúp cho đứa trẻ đó không khóc nữa. Cái cách giải quyết của bạn Hạnh nó cũng tương đối là đúng, tương đối là hay rồi. Nhưng mà thường thì tiếp viên một mình thì thường không có cho kẹo vì cảm thấy sợ nguy hiểm. Cái kẹo thì thường nó nhỏ, đứa bé nó còn khóc thì tức là độ tuổi nó nhỏ, sợ những cái an toàn ở trên máy bay thì một mình sẽ kiểu khó khăn hơn trong cái cách giải quyết về sau. Nên thường bọn mình sẽ hỏi người mẹ là chị có cần em giúp chị pha sữa hay không, không biết em bé có gặp vấn đề gì, có cần thay tã không thì có thể hướng dẫn vào toilet, hoặc là những cái việc tương tự để giúp đứa bé thoải mái hơn. Còn về những hành khách phía sau, bước đầu tiên mình cũng là trấn an, mà ví dụ như mà khách không chịu thì mình có thể tìm những cái hàng ghế trống khác ở phía đằng sau hoặc phía đằng trước và nói khách thông cảm là xin mời khách có thể di chuyển xuống phía hàng ghế sau để có thể được nghỉ ngơi thoải mái hơn trong suốt chuyến bay còn lại, vì thực sự cái việc em bé khóc như thế này là điều ngoài mong muốn của kể cả phụ huynh cũng như cả tiếp viên. Chị có một câu hỏi dành cho cả hai bạn được không? Chúng ta đang có những cái tình huống rất là thú vị trên máy bay. Thật sự thì ngoài cái chuyện mà không có phát kẹo cho bé vì những cái lý do an toàn á, thì nó còn liên quan đến người mẹ nữa. Bởi vì đôi khi người mẹ người ta không có thích con người ta ăn kẹo đâu, và đôi khi các bạn sẽ gặp các kháng cự ngay từ chính phụ huynh đó. Nhưng cái câu hỏi mà chị muốn hỏi hai bạn lúc này là một câu hỏi khác, và nó cũng là một cái thử thách vui vui thôi. Chị sẽ đặt ra một câu hỏi và đáp án của các bạn cũng chỉ là có hoặc là không thôi. Cho nên là bây giờ mình quy ước vậy nha, bạn nào mà chọn đáp án có đó thì các bạn sẽ giơ một ngón tay. Còn mà bạn nào mà chọn đáp án không, em không có làm như vậy, thì các bạn sẽ giơ hai ngón tay. Các bạn đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi sẵn sàng ha. Vẫn đúng là cái câu chuyện em bé khóc, bởi vì chị đã từng đi trên những chuyến bay mà em bé nó khóc mà không chỉ phiền cái người ở ngay ở phía ghế sau hoặc là ghế trước đâu, mà là nó vang vọng cả cái máy bay. Có những cái em bé mà có cái âm lượng tốt lắm và các con khóc vì nhiều lý do, và có những em bé là khóc trên cả một cái chuyến bay là gần 2 tiếng đồng hồ và không biết mệt và khóc to lắm kìa. Vậy thì bây giờ câu hỏi chị muốn đặt ra cho hai tiếp viên hàng không của chúng ta là trong trường hợp em bé khóc quá to và ảnh hưởng đến cả máy bay, thì các bạn có quyết định nhấn loa phát thanh để nói một cái lời xin lỗi đến toàn thể hành khách
vì cái tiếng ồn mà em bé đang gọi là đang phát ra và nó gây ảnh hưởng đến mọi người hay không? Các bạn sẽ chọn đáp án là bây giờ phát loa để xin lỗi cả máy bay hay là không phát loa xin lỗi cả máy bay. Chị sẽ đếm ngược nha. Có là 1 mà không có là 2 nha. Rồi, chuẩn bị 3 2 1. Mời đáp án. Yeah, thú vị ghê. Một người là có em sẽ phát loa, còn Vương Linh thì không, em không phát loa. Hà Trinh ơi, chắc là mình sẽ nghe giải thích Hà Trinh hả? Dạ, tại em cũng tò mò lắm là không biết thật sự nếu mà mình phát loa hoặc là mình không phát loa thì cái nào tử tế hơn, và nếu mà tử tế hơn hay là nó thích đáng hơn. Dạ, chúng ta đang có hai được hay không? Thôi bây giờ mình nghe cô gái Mỹ Hạnh nói trước đi, bởi vì bạn ấy là bạn mới. Dạ. Mỹ Hạnh ơi, sao em quyết định phát loa là xin lỗi hành khách, chúng tôi đang có một âm thanh của một em bé hả? Hay sao em định nói hay sao? Đây chỉ là cái cảm nhận của em thôi, và không biết rằng là câu trả lời của em có hợp lý hay không nữa. Bởi vì là theo em nghĩ thôi, thì thật sự là khi mà đứa trẻ khóc thì tất cả mọi người trên máy bay có người sẽ hài lòng và có người sẽ không hài lòng. Thì chúng ta không thể nào mà đi tới từng người và tới mọi người để mà xin lỗi cũng như là tìm cách khắc phục được. Nên là mình chắc nhất đó là mình sẽ dùng loa để mà nói, để cho tất cả những mà khách hàng khách trên máy bay, có thể là những hành khách không hài lòng, có thể là chấn an lại, bình tĩnh lại hơn. Và sau đó rồi mình sẽ tiếp tục dùng những phương án tiếp theo. Như nãy giờ chị tiếp viên hàng không có nói, thì theo em là nên làm như vậy. À, có nghĩa là em sẽ phát loa là xin quý khách thông cảm về tiếng ồn của em bé mà chúng tôi không thể ngăn được trong suốt 2 tiếng vừa qua. Dạ không, mình sẽ thuyết phục trong, ý là mình xin lỗi trong lúc đó, và mình sẽ tìm cách để làm sao đứa trẻ không khóc nữa. Chứ không thể mà. Vì đã làm phiền quý vị. Quý hành khách thân mến, chúng ta đang có một chuyến bay có một em bé với sức khỏe không tốt và sự khó chịu nhất định. Rất mong quý khách sẽ thông cảm vì tiếng khóc đã phát ra từ em bé. Hãy vì sự yêu thương trẻ em và bao dung độ lượng. Xin cảm ơn. Kiểu nghe cũng vậy. Dạ, nhưng mà thật sự nha, từ trước đến giờ em đi bay hiếm cái nào em nghe được một cái loa như vậy lắm. Dạ, yeah, vậy thì bây giờ nghe Linh. Phương Linh. Dạ. Yeah. Linh ơi, tại sao em quyết định là không phát loa xin lỗi mọi người? Thật ra thì cách giải quyết thì không có một cái quy chuẩn nào nhất định, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của bản thân của em, từ trước giờ em đi bay thì hầu như tiếp viên bọn em không sử dụng cách này. Loa phát thanh thì thường bọn em chỉ dùng trong những cái trường hợp thực sự khẩn cấp, ví dụ như hoãn chuyến, hoặc là trong trường hợp nhiễu động, hoặc các tín hiệu vào trong những lúc cất hạ cánh. Còn những cái việc mang tính cá nhân như vậy thì em nghĩ là em bé khóc thì cũng chỉ khoảng không có quá ồn đến cả nguyên một cái máy bay, chỉ trong một số hàng ghế nhất định, và trong cả máy bay thì có những cái người lớn tuổi, người ta đang ngủ ngon. Khi mình phát loa như vậy thì sẽ làm những hành khách khác, người ta sẽ bị giật mình, người ta hoảng loạn, cả cái máy bay em tưởng tượng trong cái trường hợp đó sẽ nháo nhào lên và mọi người đều đổ dồn cái sự chú ý vào đứa bé. Nên là từ một cái việc đứa bé khóc chỉ vài hàng ghế mà bỗng mình tạo sự tập trung cho cả máy bay đổ dồn vào đó, thì thực sự là cái hỗn loạn đó em nghĩ nó sẽ nhiều hơn. Nên mình tìm cách giải quyết từng cái vị trí nào mà khách hàng nào có sự không hài lòng hoặc yêu cầu nào đó, thì em nghĩ giải quyết cá nhân với cá nhân thì sẽ dễ hơn. Dạ, cảm ơn Phương Linh. Chị Tô Nha, chị thấy sao? Chứ em thật sự thì nếu mà trong cái trường hợp là người khách á, em cũng cảm thấy ngại dùm cho người mẹ rất là vất vả. Tại vì ai đâu có muốn con mình nó khóc lớn như vậy đâu, ai cũng cố gắng muốn dỗ con hết. Nhưng mà bé khóc là bởi vì bé có nhiều cái vấn đề khác nhau. Vậy thì nếu mà phát loa nhấn mạnh là đứa bé của em đang khóc và nguồn gốc của tiếng ồn sẽ được sớm truy ra, thì em sẽ cảm giác xấu hổ chết đi được. Chị có nghĩ vậy không? Đương nhiên rồi. Trong cái sự hiểu biết hạn hẹp của chị về quy định an toàn bay và những cái gọi là những cái tiêu chuẩn hành xử dành cho tiếp viên hàng không trong chuyến bay á, thì nó chưa quy định điều này. Và điều này nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự tinh tế của một tiếp viên hàng không. Thực ra đây là một cái câu hỏi chị đặt ra chỉ để cho chúng ta thấy được hai điều thôi. Đó là giữa cái việc mà bạn có trải nghiệm nghề nghiệp nó sẽ khác. Ví dụ như chúng ta dựa trên sự tử tế và trấn an cộng đồng thì Hạnh không có sai. Hạnh không có sai, nhưng mà Hạnh đang giải quyết câu chuyện dựa trên một cái tâm thế và một cái vị trí là gì, là em thực sự chưa là tiếp viên hàng không. Em vẫn đang đặt cái tiếng khóc của trẻ em đó vào trong một cái nhóm người thôi. Và em cảm thấy nhóm người đó đang bị ảnh hưởng bởi tiếng khóc này. Chứ còn thực sự Linh là Linh đặt nó
ở trong một cái phạm vi được ấn định rất rõ trong một không gian, đó là trên một cái khoang máy bay, trong một cái chuyến bay, và nó liên quan đến quyền lợi của hành khách. Trong khi đó hạnh ở đây là em rất đơn thuần là em xử trí dựa trên một cái tiêu chuẩn khác, đó là tiêu chuẩn cộng đồng. Là cái tiêu chuẩn là tiếng khóc này nó ồn quá, và mình cũng sợ bà mẹ bị ngại với đám đông thôi, thì bây giờ mình thay mặt bà mẹ mình xin lỗi đám đông. Nhưng cái đám đông đó đang ở trong một cái khoang bay, họ có những cái quyền lợi của hành khách bay. Và đặc biệt một điều là cái công năng của cái loa trên máy bay, cái công năng đó giống như Linh nói là nó được dùng vào việc gì thì rõ ràng là nó có quy định nha. Trong cái quy định về việc là có xin lỗi hành khách hay không thì người ta không quy định, nhưng mà người ta có quy định về cái chức năng của cái loa. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà bạn có trải nghiệm nghề nghiệp, bạn sẽ có được những cái sự hiểu biết nó thuộc về ngóc ngách của nghề á. Thực sự là có những cái điều mà chưa chạm thì không hiểu nổi đâu. Cho nên là cái trải nghiệm nghề nghiệp bao giờ nó cũng quý giá là vậy. Cái việc mà chúng ta được đào tạo nó là một cái nền tảng rất là vững chắc, nhưng mà đứng trên cái nền đó ở cái tư thế nào để nó tạo ra một cái tư thế nghề nghiệp đẹp á, thì nó phải đòi hỏi những cái trải nghiệm thực tế. Và Phương Linh cho mình cái góc nhìn đó, và đúng là nó chính là cái dấu hiệu về một trong những cái tiêu chí mà với chị thôi thì chị hơi khắt khe về cái tiêu chí đó, đó chính là cái sự tinh tế của một tiếp viên hàng không. Cho nên là ở đây thì về cơ bản là cả hai bạn đều có lý do cho lựa chọn của mình, nhưng mà đúng là có trải nghiệm nghề nghiệp với không có trải nghiệm nghề nghiệp nó sẽ rất là khác nhau về dữ liệu, các bạn thấy không? Dạ, cảm ơn những thông tin và sự phân tích của tiến sĩ Tonya. Và em nghĩ là mỗi câu hỏi chị đặt ra, những cái trắc nghiệm nhanh về phản xạ tâm lý cũng đã góp phần cho thấy được những cái nền tảng tư duy của các bạn và cả những cái trải nghiệm cá nhân. Có người sẽ dựa trên nền tảng tử tế, có người thì dựa trên nền tảng là nghề nghiệp. Thì cả hai đều không sai, nhưng vấn đề là quả thật là chúng ta còn phải linh động rất nhiều, đặc biệt là học hỏi thêm kinh nghiệm để có thể quyết định theo đuổi nghề tiếp viên hàng không. Đó chỉ là một cái tình huống thử thách hoán đổi nhỏ nhỏ mà thôi. Không biết Mỹ Hạnh có cảm thấy thú vị trong phần hoán đổi này không? Dạ, em thấy rất là thú vị luôn, bởi vì là em thấy tiếp viên hàng không không những là cần có là ngoại hình rồi kỹ năng, mà bên cạnh đó là có những cách ứng xử nè, rồi cần có một cái độ sức khỏe bền bỉ và dẻo dai nữa thì mới là chịu được áp lực trên cả một chuyến bay như vậy. Mỹ Hạnh ơi, mà đó chỉ là yếu tố cần thôi, còn yếu tố đủ á, biết bao nhiêu cho kể. Phương Minh bây giờ cũng không thế nào trong thời lượng mà tầm có khoảng 45 phút của chương trình mà nói hết được. Thế thì bây giờ em, Mỹ Hạnh sẽ thay mặt chương trình để đặt thật nhiều những câu hỏi thực tế mà em trăn trở khi đi bay nè, khi học nè, hay là khi mơ ước trong tưởng tượng đó, để Phương Linh có thể trực tiếp hỗ trợ giải quyết thắc mắc cho em, được không nè? Ngoài ra còn có chị Tonya nữa, em sẵn sàng chưa? Dạ rồi, em sẵn sàng. Vậy thì trước khi chúng ta cùng đến với phần hành trình kết nối để Mỹ Hạnh có thể cùng ngồi xuống tham khảo ý kiến của Phương Linh là một tiếp viên hàng không đã có kinh nghiệm cùng với tiến sĩ tâm lý Tonya, xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với Một Giờ Hoán Đổi, và đây là hành trình kết nối, nơi mà khách mời của chúng ta, nhân vật của tuần này, bạn Mỹ Hạnh có thể trực tiếp trò chuyện cùng tiếp viên hàng không là bạn Phương Linh về những thắc mắc mà bạn đang trăn trở. Dạ, xin mời Mỹ Hạnh. Dạ rồi, chị Linh ơi, thì em sẽ đặt cho mình một số câu hỏi, thì mong rằng là chị sẽ hỗ trợ giúp em trả lời những câu đó nhé. Ok em. Thì theo em được biết á, chuyện đi máy bay thì cái chuyện delay và thay đổi thời gian đó là chuyện rất là gặp thường xuyên luôn. Thì không biết là đối với tiếp viên hàng không thì sẽ làm như thế nào để mà thích nghi cũng như quen với những trường hợp như vậy ạ? Đối với tiếp viên hàng không thì một trong những cái việc mà chúng ta phải thích nghi là luôn luôn sẵn sàng trong những cái tình huống delay. Hôm nay thì thời tiết xấu phải bay vòng, không có đáp được. Hôm sau thì tại sân bay bị quá nhiều máy bay dừng hạ cánh cùng một lúc, nên là cái việc mà mình về muộn một hoặc vài tiếng đồng hồ là điều hết sức bình thường của một tiếp viên hàng không. Bên cạnh đó thì có những hôm mình đã make up và quần áo rất là chỉnh chu đàng hoàng ra tới sân bay lại bị thay đổi lịch bay, bởi vì cái máy bay mà mình chuẩn bị bay thì về muộn, rồi có lúc là mình phải đổi sang một cái máy bay khác, đổi sang một cái hành trình khác và phải delay rất là nhiều tiếng, ngồi chờ rất là vất vả ở sân bay. Là một tiếp viên hàng không là vốn dĩ phải luôn trong tư thế sẵn sàng cho những cái trường hợp đó xảy ra. Đối với tiếp viên hàng không của bọn mình luôn phải chuẩn bị ở trong túi
sách, những cái thứ như là đồ ăn nè, rồi một bộ quần áo dự phòng, rồi các cái dụng cụ trang điểm cá nhân và vệ sinh cá nhân, để trong trường hợp có bị delay hoặc là dừng chờ lâu quá ở bất cứ một cái sân bay nào, thì trong những cái trường hợp đó xảy ra thì bọn mình luôn trong tư thế sẵn sàng. Trước chuyến bay thì bọn mình phải ăn nhiều và ngủ cho đủ giấc để đảm bảo sức khỏe cho những cái việc như vậy. Đối với bộ phận xếp lịch thì theo quy định về thời gian nghỉ của cục hàng không thì thời gian đáp của chuyến bay này phải cách thời gian bắt đầu của chuyến bay khác ít nhất là 12 tiếng. Nên là kể cả mà hôm nay mình phải đáp muộn trễ hơn bình thường lệ thì bạn yên tâm, bộ phận xếp lịch sẽ chuyển cái chuyến bay sau của mình, cái khoảng nghỉ sẽ dài ra và cho đủ thời gian nghỉ. Dạ rồi, em cảm ơn câu trả lời của chị. Vậy thì chị có thể cho em biết rằng là cái mà không gian dành cho tiếp viên hàng không ở trên máy bay là ở đâu và thời gian dành cho tiếp viên hàng không là như thế nào chị ha? Thường thì ở trên những cái máy bay lớn của bọn mình, ví dụ như Airbus 350 hoặc là Boeing 787, thì bọn mình có chỗ nghỉ của tiếp viên gọi là crew rest. Ở trên này giống như một cái buồng, nó thiết kế với nhiều cái giường để cho trên những cái chuyến bay dài thì bọn mình có thể chia ca với nhau. Bọn mình sẽ nghỉ tầm vài tiếng đồng hồ, thì tùy vào cái thời gian dài ngắn của chuyến bay. Cái chỗ ngủ này thì thật ra là cũng nhỏ hẹp thôi, tại vì như bạn biết đấy, cái máy bay, diện tích của máy bay nó không cho phép là cái chỗ ngủ có thể lớn hơn, nên là bọn mình luôn tập những cái khả năng thích nghi tốt nhất. Trong một cái không gian eo hẹp như vậy thì bọn mình sẽ chia nhau ra, người thì ngủ, người thì ăn uống, người thì thay quần áo và búi tóc và chuẩn bị hết ca nghỉ. Khi mà xuất hiện lại trước mặt hành khách thì luôn trong trạng thái lúc nào cũng phải gọn gàng, đầu tóc gọn gàng, quần áo chỉnh chu. Từ lúc đi học là các cô luôn dạy mình là bộ đồng phục của mình là không được để một cái nếp nhăn, cũng như tóc mình búi thì cũng không được để rơi tóc con ra, và make up thì cũng phải chỉnh chu. Đó là cách mà mình tôn trọng khách hàng cũng như tạo sự thiện cảm. Vậy thì theo được biết á, thì khi mà đi trên chuyến bay á, thì cái áp lực dành cho tiếp viên hàng không thì chắc chắn là không tránh khỏi rồi. Thì không biết là chị đã gặp những áp lực gì và tới bây giờ, và chị muốn kể lại cho mọi người nghe được không ạ? Cái áp lực đầu tiên mà mình gặp phải trong nghề thì về vấn đề sức khỏe. Là một người có tiền đình kém nên thời gian đầu mình sang máy bay rất là nhiều, mình phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống cũng như luyện tập các cái bài tập liên quan đến tiền đình để mình có thể có một cái sức khỏe tốt hơn, phù hợp với công việc hơn. Đồng thời các bạn nên hạn chế thức khuya, cũng sẽ làm cho cái chuyến bay sáng hôm sau các bạn sẽ sang máy bay nhiều hơn, và chế độ ăn nhiều rau xanh cũng như đủ vitamin và khoáng chất. Tiếp theo nữa thì cái áp lực về việc thay đổi múi giờ cũng như điều kiện thời tiết liên tục, nên là yêu cầu tiếp viên hàng không của bọn mình là phải thật là khỏe và cái sự thích nghi rất là lớn đối với mọi điều kiện thời tiết. Ví dụ như đang ở Việt Nam nắng nóng, bỗng 5 đến 6 tiếng đồng hồ sau mình xuất hiện ở Hàn Quốc hoặc ở Nhật với cái lạnh âm độ, thì em luôn chuẩn bị những cái thuốc men dự phòng và áo ấm đủ. Bọn mình thường mặc cả những cái áo giữ nhiệt ở bên trong để đảm bảo là bọn mình không bị có cái vấn đề gì về sức khỏe, để thực hiện tốt nhiệm vụ đến khi trở về. Vậy mà bên cạnh những áp lực thì không biết là chị đã đạt được những gì khi làm tiếp viên hàng không không ạ? Ngày xưa mình ước mơ tiếp viên hàng không vì mình thấy các chị tiếp viên hàng không luôn trong phong thái chỉnh chu và xinh đẹp nhất, có một mức lương hấp dẫn, đồng thời có những trải nghiệm quý giá. Thì đối với chị tới thời điểm này, cái tài sản lớn nhất mà mình có sau 3 năm đi bay thì thật sự là so với các bạn đồng trang lứa thì mình có cơ hội trải nghiệm hơn rất là nhiều cái nền văn hóa từ các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Singapore, Malaysia, hoặc là ở các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, đến cả các nước châu Âu như Pháp, rồi đến cả những nước ở châu Úc, rồi hoặc là gần đây thì mình đã được đi một chuyến đi đến cả châu Phi. Mình nghĩ đó là những cái trải nghiệm quý giá mà nếu không làm công việc này thì rất khó để mình có thể có những cái cơ hội trải nghiệm như vậy. Dạ chị Linh, thì em được biết á
thì khi làm tiếp viên hàng không nữ thì gặp rất là nhiều trở ngại hơn với nam, bởi vì là sẽ có những trường hợp như là bị xin số điện thoại hay là quấy rối gì đó trên máy bay. Thì không biết là những trường hợp đó thì chị sẽ xử lý như thế nào chị ha? Đối với những cái trường hợp mà được xin số điện thoại hoặc là quấy rối trên máy bay thì bọn mình phải tìm cách vừa giữ được sự lịch sự cũng như không mất lòng khách hàng, không để khách hàng bị nổi nóng mà vẫn giữ được an toàn cho bản thân. Thì có thể ví dụ như mà xin số điện thoại thì mình sẽ trả lời là thưa anh, em vì cái tính chất công việc của em là di chuyển vào những cái múi giờ khác nhau, giờ giấc không có cố định nên là em không có thường sử dụng điện thoại, liệu em có thể đưa cho anh email để anh có ví dụ muốn giữ liên lạc thì bọn mình trao đổi qua email, là một cách lịch sự. Còn về mình có thể không trả lời email đó, nhưng mà cũng không có bị, tại vì không biết số điện thoại nên chắc là không biết cái bị gọi hoặc là làm phiền. Còn ví dụ như hành khách quấy rối hoặc là sàm sỡ gì đó các tiếp viên nữ thì mình lịch sự né đi và trao đổi với các anh chị trong tổ và đưa một cái bạn nam tiếp viên khác thay vị trí của mình phục vụ những cái khách ở trong cái hàng ghế đó, còn mình sẽ đổi lại sang một cái hàng ghế khác đi. Thì khi mà tránh mặt thì khách cũng không thể làm gì rồi, tại máy bay là nhà của mình mà. Dạ, em cảm ơn chị đã cho em cũng như là các bạn khán giả yêu thích nghề tiếp viên hàng không để được hiểu rõ hơn cũng như là biết nhiều hơn về những áp lực cũng như là những gì đạt được trong khi được làm tiếp viên hàng không ạ. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Chị Tô Nha ơi, có một đoạn hội thoại thật là dễ thương giữa Mỹ Hạnh và Phương Linh, cảm nhận giống như là người em út trong gia đình sắp đi lên đường làm công việc. Thì người chị cả đã ngồi lại, em đừng lo, mọi chuyện rất là ổn thôi. Nhưng cũng phải đâu đó có những chuyện sẽ không ổn nếu như chúng ta không được biết đến trước, phải không chị Tô Nha? Người phụ nữ mặc áo đen quyền lực. Thực ra thì thậm chí là đôi khi biết trước đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị tâm thế tốt nhất thôi. Còn cái việc mà chúng ta có vượt qua được hay không á, nó vẫn là một ẩn số. Cho nên nếu như mà đã thích á, thì cứ dấn thân và chuẩn bị tâm lý để mình có thể đối phó và mình có thể xử lý những cái gọi là những cái tình huống bất lợi cho cái nghề nghiệp của mình. Trong một cái hành trình rất là dài mà Mỹ Hạnh đặt câu hỏi cho Linh á, thì bây giờ chị chỉ có một câu hỏi đặt ngược lại cho Hạnh thôi. Nãy giờ thì Linh chia sẻ với chúng ta rất là nhiều rồi, Linh cũng nói rất là chi tiết luôn về nhiều cái góc độ nghề nghiệp. Vậy thì Hạnh, chị chỉ muốn hỏi em là sau khi mà em lắng nghe cái chia sẻ của Linh rồi á, thì cái điều gì trong cái trải nghiệm làm tiếp viên hàng không mà em cảm thấy là em thích nhất? Chỉ được nói một thôi nha. Và ngược lại, cái gì trong cái mô tả của Linh mà em bắt đầu gợn lên một cái sự lăn tăn là chà, cái này khó nha, cái này là mình ngán nhất. Thì bây giờ em hãy liệt kê dùm chị coi là cái gì làm cho em cảm thấy rất là hứng khởi, rất là thích, và cái gì trong cái chia sẻ của Linh em bắt đầu cảm thấy wow, khó nha, cái này là mình không có thích rồi đây. Mời em. Chắc cái mà em thích nhất đó là mình được đi rất là nhiều nơi. Bởi vì khi mình đi nhiều nơi mình sẽ được khám phá rất nhiều về nền văn hóa nè, kiến trúc nè, rồi nói chung là sẽ được học hỏi mở mang rất là nhiều chỗ trên thế giới. Mà cái mà em khi mà chị Linh nói thì em cảm thấy áp lực nhất đó là chắc có lẽ là khi trong quá trình mà gặp sự cố cũng như là áp lực với khách hàng á, thì cái đó là em nghĩ chắc đó là cái em sợ nhất. Yeah. Và nó cũng là một cái điểm yếu, bởi vì là nếu như mà mình không có một sức khỏe tốt, không có một kỹ năng tốt thì khi mình đi làm tiếp viên hàng không thì chắc chắn nó là một trở ngại lớn nhất luôn. Thì em mong rằng là khi chương trình này thì không những em mà tất cả các bạn khán giả cũng có thể là học được rất nhiều điều từ chị Linh ạ. Chị nghĩ là cái ngán ngại của em nó cũng phù hợp á. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng chính là cái thử thách của những người mới vào nghề. Và điều đó nó luôn có một cái kết quả, đó là chúng ta luôn thấy sự khác biệt cực kỳ lớn giữa những cái người mà họ đã làm lâu năm trong một nghề và so họ với những tân binh, thì chúng ta thấy là tân binh thì sẽ non kém ra sao. Cho nên là kiểu gì thì kiểu, cái chuyện mà chúng ta mài dùi với nghề của mình, chúng ta đi qua năm dài tháng rộng với nghề, nó phải có giá trị chứ. Cái giá trị ở đây chính là cái việc là nếu như là Linh hoặc là những anh chị tiếp viên khác mà đã ở trong nghề 5 năm, 10 năm thì họ sẽ không có cái nỗi sợ giống như là của Hạnh. Nhưng mà Hạnh thì thực sự em nghe nói đến việc là xử lý cái tình huống em cảm thấy sợ lắm, vì đơn giản là em chưa có trải nghiệm nghề nghiệp. Và một câu hỏi nữa của chị dành cho Linh đây, một câu hỏi đơn giản thôi Linh. Em nói rất nhiều về cảm nhận của em đối với cái nghề của em, và đương nhiên là em yêu nghề rồi. Em yêu nghề và nói gì thì nói chứ em vẫn thích cái nghề này em mới chọn chứ. Nhưng một cái dư luận nào đó về nghề tiếp viên hàng không mà em cảm thấy rất oan ức và em thực sự không thích cái dư luận đó, có không Linh?
có một cái sự hiểu lầm, một cái dư luận nào đó dành cho nghề của mình mà em cảm thấy trội oan ức cho tụi em dễ sợ luôn á? Có một định kiến mà đến bây giờ có nhiều người không rõ về nghề của bọn em thì sẽ nghĩ bọn em là vì chỉ nhìn thấy những cái hình ảnh bọn em chỉnh chu, xinh đẹp trên mặt báo, trên mặt tivi nên cứ nghĩ là công việc của bọn em rất là nhàn hạ. Nhưng mà thực sự là công việc của bọn em nó rất là khắt khe và bọn em phải học về dịch vụ cũng như các kiến thức về an toàn bay, trải qua những cái kỳ sát hạch khó nhằn để mà có thể có được ngày hôm nay, được khoác lên mình bộ đồng phục này. Đối với em, người tiếp viên không chỉ là một người phục vụ mà là cầu nối mang đến cho khách hàng những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất cũng như là đảm bảo an toàn bay cho khách hàng. Đặt trường hợp như trên chiếc máy bay đó xảy ra hỏa hoạn hay là phải đáp khẩn cấp xuống nước, xuống biển, xuống đất liền thì em sẽ là cầu nối giúp khách hàng thoát hiểm. Bọn em phải học rất là nhiều cái nghiệp vụ để giúp trong cái trường hợp này. Trên các cái mô hình giả định về thoát hiểm trên biển hoặc là giải cứu hành khách như thế nào, cũng như lỡ mà đặt trong một cái trường hợp xấu nhất khi mà máy bay bị rơi hoặc là mất liên lạc thì bọn em phải dùng những cái thiết bị định vị ra sao, hoặc là bị mất áp suất thì cách sử dụng bình oxy như thế nào, hướng dẫn sơ tán hành khách như thế nào. Bọn em phải trải qua rất là nhiều kỳ thi sát hạch cũng như huấn luyện mỗi năm để bọn em có những cái chứng chỉ để bảo đảm an toàn bay cho khách hàng. Trong 3 năm theo nghề, nếu như em mà có quyền năng để thay đổi thì em sẽ muốn bỏ cái gì mà nó liên quan đến cái đòi hỏi ở tiếp viên hàng không, Phương Linh? Em cảm ơn câu hỏi của chị Tonya. Thì nếu như mà em có một cái quyền năng, có lẽ là điều em muốn thay đổi nhất là em mong muốn được nghỉ lễ và nghỉ Tết. Mà mặc dù cái việc khi mà mình bắt đầu ước mơ làm tiếp viên hàng không thì mình đã xác định là những ngày lễ Tết phải xa gia đình, nhưng mà bản thân em thực sự trải nghiệm thì những cái điều đó đến nay là phải 3-4 mùa Tết em xa gia đình rồi, nhưng mà thực sự không có dễ dàng chút nào. Tại vì em là vốn dĩ là đã sống xa gia đình nên là hàng năm những cái ngày Tết mình cảm thấy cái cảnh mà bạn bè họ hàng từ khắp nơi luôn tụ tập với những cái mâm cơm gia đình, những cái buổi chúc Tết quây quần bên nhau, những cái bữa tiệc thì mình vẫn cứ một mình loay hoay kéo vali đi sớm về hôm. Trong năm thì sao cũng được, nhưng mà những cái ngày lễ Tết thì lúc đó là tủi thân thực sự luôn. Em thực sự rất là nhớ nhà. Nhưng mà bù lại thì các anh chị đồng nghiệp cho em những cái tình cảm để bù đắp. Những cái mùa Tết thì ở trên phòng briefing thì bọn em có trưng bày hoa đào, hoa mai cũng như bánh chưng, bánh kẹo để các tiếp viên phải làm việc trong mùa đi bay không cảm thấy tủi thân và nhớ nhà. Đồng thời thì đây cũng là một cái việc thực sự là không có thể thay đổi được. Tại vì cái tính chất công việc dịch vụ của mình là người ta nghỉ thì mình phải đi làm, mình phải mang đến những cái chuyến bay để phục vụ cho cái công việc du lịch hay là về quê của khách hàng, nên những ngày lễ ngày Tết là những cái dịp mà bọn em phải làm việc nhiều công năng hơn, vất vả hơn nữa. Thì thôi, em nghĩ một cách tích cực là mình qua lễ mình lại nghỉ sau vậy, mình lại trở về thăm gia đình vào những cái ngày sau đó. Đó là một cái điều tuy buồn nhưng mà không có cách nào khác thay đổi, và em phải cố gắng thích nghi để phù hợp với, chấp nhận với cái công việc của mình. Cảm ơn những chia sẻ của Phương Linh về những việc bạn đã trải qua với vai trò là một tiếp viên hàng không. Đôi khi thì chúng ta có được rất nhiều những quyền lợi, nhưng mà bên cạnh đó song hành vẫn có thật nhiều những khó khăn. Nhưng mà ngày hôm nay khi ngồi lại và trò chuyện với một bạn trẻ, một tân binh mà chị Tô Nha hay gọi đùa là còn rất nhiều những sự hồ hởi nhưng mà còn thiếu trải nghiệm, bạn đã rất chân thành để chia sẻ hết tất cả những gì mình suy nghĩ. Và trên mong là hai chị em sau chương trình cũng có thể kết nối với nhau để biết đâu mình sẽ là những người đồng nghiệp trên các cung đường bay để chăm sóc hành khách. Và Trinh cũng xin cảm ơn chị Tô Nha đã luôn luôn là một người chị rất lắng nghe và thấu hiểu, có những lời khuyên vô cùng tinh tế và hữu ích cho các bạn. Hy vọng rằng chương trình Một Giờ Hoán Đổi sẽ luôn đồng hành cùng mọi người, cùng với những nhân vật khách mời mỗi tuần, giúp chúng ta có thể nhìn rõ được những cảm xúc khác nhau trên nhiều góc nhìn khác nhau. Cảm ơn Mỹ Hạnh, xin cảm ơn Phương Linh và cảm ơn chị Tân Nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Một Giờ Hoán Đổi tuần sau, được phát sóng vào lúc 22 giờ và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Y thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô, túi xách cao cấp
Sarcos. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mình được đi rất là nhiều nơi, bởi vì khi mình đi nhiều nơi mình sẽ được khám phá rất nhiều về nền văn hóa nè, kiến trúc nè, rồi nói chung là sẽ được học hỏi mở mang rất là nhiều ở trên thế giới. Khi mà chị Linh nói thì em cảm thấy áp lực nhất đó là khi trong quá trình mà gặp sự cố cũng như là áp lực bởi khách hàng á, thì cái đó là em nghĩ chắc đó là cái em sợ nhất. Yeah. Và nó cũng là một cái điểm yếu, bởi vì là nếu như mà mình không có một sức khỏe tốt, không có một kỹ năng tốt, thì khi mình đi làm tiếp viên hàng không thì chắc chắn nó là một trở ngại lớn nhất luôn.